là gương mặt thứ nhất. Bây giờ nè, chúng tôi sẽ mở hai tấm màn cùng một lúc. Người nào đúng là đúng hết, mà là sai hết. Ván lên nào. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Kết quả là chưa thấy mà. Khánh Chi đúng. Khánh Chi đúng hả? Dạ đúng hết. Chị Chi đúng hết luôn. Quá xuất sắc. Trời ơi, trời ơi. Không hổ danh là đàn chị trong nghề đấy chứ. Lần đầu tiên chương trình của chúng tôi đã cố tình sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3 như vậy để đánh lừa khách mời. Vậy mà vẫn không thể nào đánh lừa được chị Chi. Tại biết sao không? Tại Khánh Chi bị lừa nhiều quá rồi. Dạ chị. Bị nhiều quá, lừa quá rồi, không thể nào để cho ai lừa nữa. Chị Chi nhờ cái giác quan của chị mà chị đã đem về cho mình được 15 điểm. Xin chúc mừng. Còn Ngọc Lan thì bạn đang mang về 5 điểm nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai. Và trước khi đến với vòng 2, tìm hiểu xem là những chàng trai này họ có cá tính ra sao và làm nghề gì, thì chúng ta hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút. Vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Ở vòng 2 này có tên gọi là phán đoán tài tình. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có cơ hội xem những chàng trai thể hiện tiết mục của mình và đưa ra 3 từ khóa để giúp chúng ta có những cái liên tưởng tới cái nghề mà ảnh đang làm. Và nếu như các bạn đoán đúng thì sẽ đem về cho mình thêm 5 điểm nữa. Đó, đây là cơ hội của Ngọc Lan. Nhưng nếu như đưa ra đáp án sai thì sẽ chịu một cái hình phạt thật khủng khiếp đến từ chương trình. Chị đi về nha dạ ơi. Đừng, chị Lan, chị sao vậy? Thấy chưa, chị phải tin vào giác quan của mình. Chắc dạ bác em hát á. Ai mà thua là sẽ nghe chị Lan hát. Đó là hình phạt thật khủng khiếp của chương trình. Và mở màn cho vòng 2 này, xin mời tất cả quý vị gặp gỡ một chàng trai có nickname dễ thương, lạ lùng. Đó là anh Võ. Anh ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Anh chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai ơi, ai à, ai ai à, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Ai ơi, ai à, ai ai à, anh ơi đi chữa trời ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Giới thiệu cho mọi người biết mình tên gì và bao nhiêu tuổi không? Mình tên là Đinh Duy Khoa, năm nay mình 27 tuổi và mình sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy Khoa 27 tuổi, sao lại lấy cái tên Vẫu rồi thấy có Vẫu đâu? Thực sự là lúc đó hồi nhỏ Khoa bị hô, nên bạn bè cứ chọc Vẫu rồi đến quê ở Bến Tre. Rất là buồn cái biệt danh đó, mọi người cứ chọc hoài nhưng mà lớn lên thì hết Vẫu rồi. Niềng răng thì sẽ đỡ Vẫu hơn. Ai ác ghê. Vì cái hàm răng không đương nhỏ về Bến Tre. Bây giờ hai vị khách mời đang cảm thấy như thế nào sau phần trình diễn của bạn? Bạn này chắc bán bánh giò rồi hả? Em ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Cũng có lý mà, nhiều khi người ta mở một cái cơ sở sản xuất bánh giò thì sao? Khánh Chi đang nghĩ là bạn này có liên quan tới nghệ thuật. Và Khánh Chi đang suy nghĩ là làm ca sĩ hay là làm vũ công. Em nhìn bạn này rất là còn trẻ nè, thư sinh nè, cái gương mặt rất là baby như vậy thì em nghĩ là bạn phù hợp với lại nhân viên văn phòng, mà có thể bạn có một cái năng khiếu đó là bạn rất là giỏi về âm nhạc. Ví dụ như Lan nè, Lan là diễn viên mà Lan rất là giỏi về âm nhạc thì không có ai cấm đâu. Chị Lan vậy hả? Chị Lan hả? Nên là em đoán bạn này là nhân viên văn phòng. Chúng ta vẫn còn 3 từ khóa gợi ý nghề nghiệp của bạn. Xin mời từ khóa đầu tiên. Điện thoại. À, điện thoại trực bàn đó. Dạ, còn hoặc là bạn ngồi văn phòng rồi bạn nghe. Ca sĩ tiếp. Chắc không phải là, chắc không phải xài điện thoại nhận ca số. Ca sĩ thì bạn nhận số là quản lý nhận. Rồi, cho xin hai cái từ khóa của anh Sa luôn đi. Cái
cái gì còn xin nhiều vậy chị? Từ từ chứ. Xin từng cái xin thôi. Xin luôn hả? Xin một cái đi. Rồi cho một cái nữa nè. Xin mời. Chuyển khoản. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngồi nhận alo. Em chuyển cho anh 50 triệu qua công ty đó. Rồi xong cúp máy. Đúng luôn. Ca sĩ cũng có tài khoản gì? Quản lý nhận. Quản tôi lý nhận. Tôi quay game show có chuyển tiền vô tài khoản tôi vậy? Cứ gì bình thường. Anh ơi, bình thường thì anh dùng điện thoại trong việc gì vậy? À, bình thường thì Khoa dùng điện thoại để mà giao tiếp với khách hàng và để truyền đạt những gì mà công việc của mình đến với khách hàng. Tiền mà chuyển vào trong tài khoản của bạn á, thì bạn là người giữ cái tài khoản đó hay là có một người nào khác giữ tài khoản cho bạn không? Khoa là người giữ tài khoản đó. Không phải ca sĩ đâu, ca sĩ là có quản lý làm. Đâu phải ca sĩ nào cũng có quản lý đâu chị. Chị Chi có ai quản lý không? Chồng chị quản lý. Đó, à, nói chưa? Quản lý nhưng mà chuyển vô tài khoản của tôi. Rồi, bài từ khóa cuối cùng. Rủi ro. Rủi ro. Cái này thì xin được hỏi bạn Khoa, tại sao bạn lại chọn từ khóa rủi ro? À, rủi ro là khi mà công việc của mình á, thì thường hay gặp những khách hàng khó tính. Khi mà mình tư vấn và mình nói ra hết những cái gì mà bên mình có với khách hàng, nhưng mà khách hàng cuối cùng không chịu. Rồi, bây giờ ba từ khóa của chúng tôi đã có. Xin mời hai chị khách mời đưa ra đáp án của mình. Em vẫn giữ quan điểm là bạn này là nhân viên văn phòng. Cái chuyện rủi ro là Khánh Chi này thấy nó giống như là làm ăn công việc, đối tác, hợp đồng, cái kiểu gì. Đầu tư kinh doanh đó. Đó. Nhưng mà cái cách thức mà, cái cách nhảy nhót, cái cách điệu bộ là phải là có cái máu nghệ thuật. Ca sĩ đi. Ca sĩ. Trước khi công bố kết quả thì xin mời hai vị khách mời làm một chút thủ tục nho nhỏ thôi. Xin mời hai vị đưa bàn tay ra và đặt lên phía trước, ngoài cùng. Nếu được thì hãy chồm nhẹ lên. Vậy đó, dễ cưng quá. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thu Vinh. 3. Ngồi nhận alo. Em chuyển cho anh 50 triệu qua công ty đó. Rồi xong cúp máy. Đúng luôn. Em vẫn giữ quan điểm là bạn này là nhân viên văn phòng. 2. Điếm nhanh đi, mỏi tay quá. Nhảy nhót, cái cách điệu bộ là phải là có cái máu nghệ thuật. Ca sĩ đi. 3 1. Cái là sai đó, hai chân mình sai hết đó. Hối hộ luôn. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên luôn. Hiểu lý do chưa? Lý do là hai chị em đóng sai đó. Đó là hình phạt của chương trình. Nghĩa là điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai chị không đem về cho mình một điểm nào cả. Và bạn Khoa ơi, bạn có thể nói cho mọi người biết mình làm nghề gì không? À, công việc của Khoa cũng rất là quen thuộc với lại hai chị. Đó là kinh doanh online. Trời, sắp nói luôn đi, chừng nó đón. Và cái mặt hàng mà Khoa kinh doanh nhiều đó là đồ ăn. Thấy chưa? À, thức ăn mà. Trời ơi, hồi nãy em đón đầu đúng rồi. Hôm nay thì Khoa có đem theo một ít bánh thức hả? Ăn vặt. Yeah, mời yeah, mọi người. Yeah. Được. Trời ơi, thích quá à. Đây là cái món mà mọi người chắc cũng đã khá quen. Và đây là cái loại hàng mà Khoa kinh doanh rất là được. Đó là khô gà và khô heo. Wow. À. Mình lên trên mình cái mời cái nào. Cái nào gà? Khô gà, khô heo là trời, món cái gì thích đó. Trời, chuyển qua marketing là đúng luôn á. Trời, khô gà, khô heo là món tôi thích đó. Nếu mà muốn mình lên chương trình PR như vậy là quá giỏi mời rồi. Mời Lan. Trời, cái này là... Thôi, để em uống nước trước đây đã. Ngon quá. Mời các nhã miếng nè. Ngon, thơm. Rất thơm luôn. Ngọt vừa phải chứ không có ngọt lắm. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Khánh Chi nghi bạn này là ca sĩ. Thì bây giờ bạn nói về cái phần này đi. Bạn đam mê như thế nào? Kinh doanh online là một cái công việc mà nguồn thu nhập chính của Khoa. Và bên cạnh đó là Khoa rất là đam mê âm nhạc. Sau đây thì Khoa xin tặng đến mọi người một ca khúc được mang tên Em Gái Mưa. Của bạn Khoa, lát nữa mình sẽ gặp lại sau nhé. Cảm ơn bạn.